Thực sự phải nói luôn các bạn rằng sắp tới sẽ ra mắt sản phẩm Redmi Note 13. Tuy nhiên Redmi Note 13 cũng không thể nào ngon bằng những con Poco đang có trên bàn của mình được. Tại vì với những con Poco này, cấu hình nó cực kỳ tốt. Thứ hai là giá của nó thì lại siêu siêu thơm. Và với những con điện thoại Xiaomi, Poco đang có ở trên bàn mình ở đây thì mình dám khẳng định rằng là không ai chơi lại, và hiện tại là chưa có đối thủ ở trong tầm giá. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích ở từng cái đối tượng, từng tầm giá và cho anh em biết được mức giá cuối cùng khi chúng ta áp voucher vào nó là bao nhiêu và cũng như có nên mua hay là không. Và đương nhiên đường link của cả ba con Poco, đó là Poco M6 Pro này, Poco X6 5G này và Poco X6 Pro 5G thì mình sẽ để ngay phần mô tả và bình luận để cho các bạn cùng vào và cùng xem nhá. Nói chung á, là giá thì sẽ khiến cho anh em cực kỳ bất ngờ. Cái đầu tiên mình muốn nói đó chính là con Poco M6 Pro 5G. Và mình phải công nhận rằng là so với con Poco M4 Pro 5G đợt trước mình trên tay thì con Poco M6 Pro này, quên mất là con này chỉ có Pro thôi nha, không có 5G nha. Nó có quá nhiều sự nâng cấp từ phần cứng đến lẫn phần mềm, nâng cấp luôn cho chúng ta về cả camera luôn. Và gần như bây giờ đây là con điện thoại hoàn hảo nhất, nhiều tính năng nhất và nhiều ưu điểm nhất trong tầm giá dưới 5 triệu. Và kể từ giây phút này, tất cả những thương hiệu như là Infinix, Techno phải dè chừng. Tại vì nếu có ra thì phải bán mức giá rẻ hơn, còn nếu bán mức giá tương đương, đếch ai mua. Lý do tại sao mình sẽ cho các bạn biết nhé. Con Poco M6 Pro này nó có phiên bản 8256, và theo như cái mức giá mình check hiện tại anh em mua ở trên Shopee nha, thì nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 4.990.000 khi anh em áp toàn bộ voucher vào. Và nếu anh em có xu này, anh em có những cái voucher giảm giá khác thì mức giá thậm chí là còn dưới 4.990.000 nữa. Và như vậy các bạn thấy rằng là mức giá con này so với cái phiên bản POVA 8256 khoảng tầm 4.600.000, rồi so với con Techno Camon 20 Pro đang bán tầm giá hơn 5 triệu thì bố ai mà mua những con đấy nữa. Tại vì con Poco M6 Pro này nó ngon hơn rất rất là nhiều và nó ngon tuyệt đối luôn. Đường link ở ngay phần mô tả, anh em nhớ click vào nhé. Tại vì chỉ có đợt này thì có voucher giảm giá và cái deal của nó mới thơm như vậy thôi. Với con Poco M6 Pro 5G, hãy đến với cái ưu điểm đầu tiên mà mình phải nói thật với các bạn luôn là nó là killer những con điện thoại khác. Đó là chúng ta có một cái màn hình quá chất lượng. Các bạn sẽ có màn hình là AMOLED, kích thước sẽ là 6.67 inch, độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus, và các bạn sẽ có tần số quét màn hình 120Hz. Quan trọng mình thích ở cái màn hình này, ngoài trừ là một cái tấm nền sử dụng rất là đẹp ra thì các bạn còn có một cái viền màn hình rất mỏng. Và đây mình có thể khẳng định là cái điện thoại có màn hình viền mỏng nhất trong tầm giá, và nó phải tương đương với những con điện thoại tầm 8-10 triệu, và nhiều con điện thoại 10 triệu cũng chưa có được cái màn hình đẹp như thế này. Và chưa kể là với em này thì nó còn có được một cái khả năng thì màu sắc tốt này, rồi có cả vân tay trong màn nữa, thì thực sự là không chê được cái màn hình trên em này nha. Mình nói thẳng các bạn luôn là nếu anh em cần màn hình đẹp, chốt. Và tiếp theo nữa là con Poco M6 Pro này nó xịn sò hơn, nó ngon hơn so với rất nhiều những dòng điện thoại khác. Đó chính là về phần camera. Camera của những con điện thoại trong tầm giá từ 5-6 triệu mấy năm gần đây ấy, thì nó chỉ là làm cho có thôi, làm chỉ đúng một cái camera 50 chấm hoặc nhiều con là camera 64 chấm. Còn về tính năng chống rung này, cam góc rộng thì cũng nhiều khi là bị loại bỏ luôn. Còn con này sẽ có camera 64 chấm và có khả năng chống rung quang học OIS, có khả năng quay video 4K và có luôn cả cam góc rộng. Mình chưa nói đến cái phần là chất lượng nó ra sao khi mà so sánh nhé, nhưng mà chắc chắn video so sánh mình sẽ có trong thời gian tới. Nhưng mình khẳng định rằng là những thông số đấy nó có trong tầm giá cũng là một cái điều bất ngờ rồi. Và Techno, Infinix hay kể cả là những thương hiệu như Samsung, Oppo, Realme vẫn chưa có cái option này trong tầm giá luôn. Đó, có chăng là Samsung ra một cái đối thủ gần nhất khi mà có một con điện thoại có camera 50 chấm có chống rung quang học, nhưng cũng không thể nào bằng con này được. Rồi, chưa hết nhá. Cấu hình thì bây giờ đã tốt hơn rồi. Những con điện thoại tầm giá từ 4-8 triệu bây giờ đại đa số đều Helio G99, thì con này nó là Helio G99 Ultra. Mình khẳng định rằng là con G99 Ultra này nó chẳng khác gì con G99 cả, nhưng mà nó vẫn là đủ ngon nha. Và nó có dung lượng RAM phiên bản thấp là 8256, vẫn là max option để cho anh em trải nghiệm rồi. Đó, ngoài ra nó còn có cả phiên bản 512 như có trên tay của mình này, thì con này nó lại thừa quá đúng không? 8256 một cái option thấp nhưng mà nó lại là quá cao đối với nhu cầu sử dụng của anh em. Và chưa kể con này có pin 5000 mAh, có sạc nhanh 67W. Có mấy con điện thoại có sạc nhanh 67W trong tầm này ạ? Chỉ có duy nhất là con POVA với cả là Infinix có 45W là anh em há hốc rồi về cái độ sạc nhanh của nó rồi, thì con này 67W là càng ngon hơn.
Đó, ngoài ra tất cả mọi thứ của nó đều rất là ngon, từ phần loa, từ phần cái trải nghiệm. Thậm chí là với con này thì mình thấy còn thích hơn cả con Redmi Note 13, tại vì Note 13 nó là Snapdragon 685, còn con này là Helio G99. Đó, đây là con điện thoại đầu tiên nhá. Và đến với con điện thoại tiếp theo mà mình thấy nó còn là hấp dẫn hơn, đó là cái con Poco X6. Và với con Poco X6 thì đây mới chính là con Redmi Note 13 Pro mà ở Trung Quốc. Và khi mà mang về Việt Nam thì Xiaomi đã edit nhẹ để có một cái mức giá tốt hơn. Và trong khi cấu hình, option, những cái trải nghiệm của nó thì chẳng khác gì nhau cả. Quan trọng này, mức giá bây giờ anh em tham khảo nó sẽ rơi vào tầm 8.065.000. Nhưng anh em xem hình đây, khi mà mình áp voucher vào nó chỉ còn là 6.500.000 thôi. Và như vậy mình phải khẳng định là mức giá của con này nó rẻ tương đương với mức giá của phiên bản sách tay mà cùng cấu hình luôn, là 8.256. Và với mức giá như vậy thì mình tin chắc rằng anh em có thể quay xe và mua con chính hãng này được rồi. Tại vì cái điểm khác biệt lớn nhất của nó chính là về phần camera. Bản sách tay là camera 200 chấm, còn bản chính hãng thì camera của nó chỉ là 64 chấm. Nhưng mà mình thấy rằng 64 đã là quá đủ. Đó, anh em quan tâm về con Poco X6 thì đường link ở ngay phần mô tả. Và với con Poco X6 này thì nó vẫn giữ nguyên được tất cả những cái điểm cộng, và nó vẫn giữ nguyên được những cái ưu điểm của con Poco M6 kia, nhưng thậm chí là nó còn update lớn hơn. Khi thứ nhất là mặt lưng của nó đã được nâng cấp lên mặt lưng kính, không phải mặt lưng nhựa nữa. Thứ hai là cái camera cảm biến 64 chấm ở trên con em này này, nó không phải cảm biến cùi giống như là cái con Poco M6 Pro, mà đây là một cái cảm biến nâng cấp, chúng ta sẽ có khả năng zoom lên là 4x. Còn ở trên con Poco M6 Pro hình như là chỉ có 2x mà thôi. Nói chung là cảm biến trên con X6 5G này thì nó sẽ là VIP hơn so với lại cái con M6 Pro. Cái tiếp theo nữa, ở trên con X6 5G nó được nâng cấp cả màn hình và cả hiệu năng luôn. Các bạn sẽ có màn hình là 1.5K AMOLED, viên cực kỳ mỏng, và các bạn cũng sẽ có vân tay dưới màn. Các bạn cũng sẽ có tần số các màn hình cao, gần như là cái yếu tố về phần màn hình con này thì không có gì để chê cả. Tiếp theo là nâng cấp về phần hiệu năng, nó là con chip Snapdragon 7S Gen 2. Nghe 7S Gen 2 với cả 7 Plus Gen 2 thì nhiều anh em tưởng là hiệu năng của nó xem hoặc là 7S Gen 2 là một cái phiên bản nâng cấp, nhưng không nha. Hiệu năng của nó chỉ tương đương với con chip là Snapdragon 860 thôi, thậm chí là nó chưa bằng 865. Tuy nhiên ấy, hiệu năng của nó khi mà chúng ta so sánh với những con máy trong tầm 5 triệu, 6 triệu, 6 triệu hơn 7 triệu bây giờ vẫn là hơn vượt trội rồi. Và đặc biệt con này có option là 8256 này hoặc là 12256, thì anh em có thể lựa chọn tùy thuộc vào cái túi tiền của mình. Và ngoài ra thì về phần pin ấy, em này cũng sẽ được nâng cấp một tí khi mà anh em sẽ có pin là 5100mAh, và các bạn cũng sẽ có sạc nhanh luôn, đó là 67W, vẫn có loa kép, vẫn có kháng nước IP53, IP54, nói chung là cực kỳ ổn áp. Khi mà anh em đọc cấu hình của con này và tầm giá của em này thì mình nghĩ rằng là anh em sẽ bị thuyết phục về cái độ ngon của em nó. Và cái con điện thoại ngon nhất anh em biết là gì không? Đó là con Poco X6 Pro 5G. Với con Poco X6 Pro 5G thì xin lỗi anh em là hiện tại mình chưa có máy để demo, nhưng mà nếu mà cái video này đạt được khoảng tầm là 1.000 like, mình sẽ mua luôn một cái để về làm review cho anh em. Với con Poco X6 Pro 5G ấy, hiện tại anh em vẫn được pre-order trước ở trên Shopee. Thế ra con này chính là con K70E đổi tên. Và với con Poco X6 Pro 5G, cái mức giá cuối khi anh em đặt mua nó sẽ rơi vào tầm là 7.6 triệu. Wow, K70E mà giá 7.6 triệu, thì anh em cảm thấy là nó có đủ hấp dẫn chưa ạ? Với con Poco X6 Pro 5G thì các bạn sẽ có được những cái ưu điểm mình thấy rằng nó sẽ là quá ổn áp ở trong cái tầm giá luôn. Thứ nhất, với tầm giá như vậy các bạn gần như là chẳng kiếm được một con máy nào gọi là có cái option cấu hình ngon hơn. Khi mà cái con Poco X6 5G này nó sẽ được trang bị con chip là Dimensity 8300 Ultra. Và anh em phải hiểu rằng là với cái con Dimensity 8300 Ultra, nếu như bán chính hãng ấy, thì phải bán tầm giá 15, 16, thậm chí là 20 triệu. Nhưng em này chỉ có tầm 7 triệu mà thôi. Và cái phiên bản thấp của nó cũng sẽ là phiên bản gọi là 8256 rồi, nên là vẫn quá thoải mái để cho anh em có thể là chạy đa nhiệm, chơi game bét nhè luôn. Và không chỉ là về phần hiệu năng nha, mà kể cả những cái điểm khác thì trên con Poco X6 Pro mình thấy vẫn rất là ngon. Trên con Poco X6 Pro thì nó sẽ được trang bị loa kép này, nó sẽ được trang bị màn hình là AMOLED 1.5K, tần số quét của nó sẽ là 120Hz, và độ sáng của nó thì cũng khá là cao, 1800 nit. Và với em này thì nó hoàn thiện sản phẩm cũng khá là tốt. Mặt lưng của nó sẽ là mặt lưng kính, có hai màu sắc là màu xám này, màu đen này, còn có cả thêm màu vàng nữa để cho anh em lựa chọn. Đó, và với con Poco X6 Pro cũng sẽ có cái viên pin khá là trâu, 5000mAh, có sạc nhanh 67W. Camera của nó cũng sẽ là 64 chấm, có khả năng chống rung quang học. Cam góc rộng của nó cũng sẽ là 8 chấm,
và camera selfie thì tất cả những con Redmi Note 3 cũng như là Poco năm nay thì đều là 16 chấm hết anh em ạ. Công nhận là Xiaomi tận dụng linh kiện đỉnh thật sự. Nói chung á, là với con Poco X6 Pro này thì nếu anh em đang phân vân là nên mua điện thoại xách tay kiểu K70E hoặc là mấy con K60 Pro hay là cố thêm một chút để lấy hàng chính hãng cho anh em yên tâm hơn thì mình nghĩ rằng là bây giờ là lúc anh em nên cố rồi. Tại vì cấu hình của nó chả khác gì xách tay. Đó, hiệu năng thì cũng được trang bị ở chip Dimensity 8300 Ultra thì cũng rất là mạnh rồi. Anh em lại được bảo hành tận 18 tháng. Được chưa ạ? Có phần mềm sẵn tiếng Việt, anh em không cần lo là sau này bị lốc bút loát đờ, không up roam được, cực kỳ ngon luôn. Thực sự là với những cái deal của nhà Xiaomi năm nay thì mình thấy không mấy ngon, nhưng mà deal của nhà Poco ấy thì nó là quá thơm. Anh em tham khảo thông qua đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.